Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái video hôm thứ bảy gia đình Dung chạy vội về bên Tây Ban Nha. 5 giờ sáng là mình đã khởi hành rồi và mình đang trên đường cao tốc là lúc 8 giờ rưỡi sáng. Thì mặt trời vẫn chưa lên cô chú anh chị ơi, ngắm bình minh rất là đẹp luôn. Thì cái điểm hẹn để mà mình có một cái cuộc họp cho những cái chủ sở hữu những căn hộ đó cô chú anh chị, họp về đóng tiền thôi chứ không gì hết trơn á. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Gia đình Dung đang ở Tây Ban Nha. Thì mình có một cái họp đó cô chú anh chị, họp hả? Mình đi về đây mình họp để người ta cái gì ta, người ta sửa chữa căn hộ đó. Đây là khách sạn 4 sao. Cái căn hộ chung cư á là có rất là nhiều người Đức nha cô chú anh chị, và rất là nhiều người Pháp, trời, có người người ta mua trên 40-50 năm rồi á. Bây giờ mới thì có Hà Lan mua rất là nhiều luôn. Mình vừa vào thì họ sẽ cho mình một cái tai nghe, trong này thì có ba ngôn ngữ Đức, Pháp và tiếng Anh. Thì cái người mà chủ trì thì người ta sẽ nói tiếng Tây Ban Nha và mình chọn ngôn ngữ và mình nghe dịch. Trời ơi, mà lúc mà cãi nhau là nghe luôn ba ngôn ngữ. Cuộc họp dự kiến là 10 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa là xong để mọi người ăn trưa, nhưng mà cãi vã với nhau thì kéo dài lên tới gần 3 giờ mình chiều. Cái máy phiên dịch đó cô chú anh chị, vì trong này người Đức, người Tây Ban Nha, người Ý rồi tùm lum người trong này á. Đông lắm luôn. Ensuite, un deuxième travail que nous avons réalisé, c'est devant l'entrée du bâtiment 2, la jardinerie. Qui date, c'est pas moi qui les ai faits, c'est moi qui les ai faits. Đó, họ cãi vã với nhau về cái vấn đề mà cái tiền phí mà mọi người đóng hàng năm á cô chú anh chị. Thì cái chỗ mà Dung mua này là ba cái nguyên cái lô đất này có ba cái tòa chung cư và ba cái khách sạn, đó là của ba người Đức, họ vay tiền ngân hàng để mua. Và cái số tiền mà mỗi một người còn nợ lại ngân hàng đó là 400.000 euro, tức là khoảng bây giờ là còn lại khoảng 1.200.000 euro á. Thì mỗi một năm thì mình sẽ đóng cái chi phí bảo trì và trả tiền cho nhân viên rồi này kia các thứ. Đó thì mọi người không có tin cái sao kê đó cô chú anh chị, tại vì hồi lúc trước á là có cái người kế toán, nhưng mà cái người kế toán này biển thủ quá nhiều tiền luôn. Một bà kế toán mà bà có tới 5 căn hộ chung cư, là 5 cái căn hộ ngay mặt biển, là cô chú anh chị biết tiền ở đâu. Bây giờ thì họ thuê một công ty kế toán mới, nhưng mà nói thật chứ thuê công ty kế toán mới thì có tới 3 bên khác nhau lận. Nhưng mà mình là mình người nước ngoài, mình không có ở tại Tây Ban Nha, thì kiểu như họ làm ăn với nhau mà cô chú anh chị. Bây giờ họ muốn biển thủ tiền thì cỡ nào mình cũng không có kiểm soát được hết. Tại vì bây giờ thí dụ như sửa cái đó có 20 ngàn đi, mà họ kê lên thành 3-40 ngàn thì mình cũng đâu biết được đâu. Đó, cho nên là mọi người cãi vã với nhau đó cô chú anh chị. Trời ơi, ngồi cũng nghe mà nhức đầu, tội nghiệp hay nhỏ thôi à. Khi họp xong là mọi người sẽ có một cái suất ăn trưa, nhưng mà buổi trưa thì giờ lên buổi tối rồi, nhưng mà nhà Dung thì phải chạy về VinFast liền cho nên mình không có ở lại lâu được. Dự kiến là có 2 tiếng đồng hồ thôi á, cho nên là ghé mình ăn nhẹ cái gì đó cho tụi nhỏ lót dạ rồi chạy về của chú anh chị. Tụi nó cũng ăn miếng thịt với lại khoai tây chiên rồi này kia. Hên là nhà hàng bên Tây Ban Nha họ đóng cửa rất là trễ nha, chứ mình vô đây cũng làm tầm 3:30 mấy, gần 4 giờ chiều rồi á, họ vẫn còn tiếp. Để Dung chia sẻ những cái vướng mắc mà gia đình mình gặp phải trong bài của chú anh chị nghe. Tại vì Dung có khoe nha, mọi người nói gì chứ, trời ơi, ông bà cô chú anh chị lên trên cái cộng đồng người Việt á, trời ơi, người ta có 3-4 căn hộ người ta đang cho thuê luôn, kìa mình chỉ là hạt mè trong cái bánh thôi. Cái bằng như sao bằng vậy đó. Cái này là giống cái cuối nồi á nha cô chú anh chị. Đó là Dung không có bán cho khách nữa, cái này giống như thịt nó nát quá đó, nên là mình sẽ để lại mình ăn thôi. Hết bớt cái lớp mỡ lên trên đi, cái này càng kho là nó càng ra mỡ dữ lắm. Xong rồi. Bên này thì Dung luộc 2 hộp trứng cút thả vô là mình có bữa trưa rồi. Thịt nó rất là mềm luôn, nó nát luôn rồi. Cái này còn có cái thì nó còn nguyên miếng, cái chỗ này là thịt nạc á, là nó rất là khô. Dung thì Dung thích ăn có cái chỗ mỡ mỡ một tí, nhiều khách thì người ta muốn thịt nạc không thôi.
J'ai pas envie de t'échanger ta matance. Allez. C'est déjà un bakuchu. C'est déjà un bakuchu. Bah qu'est-ce que t'as main? T'es qui t'as un bakuchu? N'oubliez pas de vous abonner. Mais attends, c'est pas... On rage les 100 000 abonnés. Donc il faut 5 000 liker. 5 000 abonnés? Ouais, 100 000. Non, je veux dire les 10 000. T'es pas encore 5 000. Si, si, on est bientôt. J'ai vu sur ta chaîne que t'étais à pas beaucoup. T'étais à 60... 16 000 environ. Dung xin kính chào ba cô chú anh chị và các bạn. Anh đã tối ngày nó coi Dung ra được bao nhiêu người đăng ký à? Alors maman, tu manges encore la banane avec du riz. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Xin chào ba cô chú. Dung xin kính chào ba cô chú anh chị và các bạn. Dung mời ba cô chú anh chị và các bạn ăn trưa với gia đình Dung nhé. Có gì mình ăn trưa trộn đi. Rồi bán mà nó ế chưa từng có luôn á cô chú anh chị ơi. Alo? Oui? 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 Lúc này trời vào thu lạnh lạnh rồi nên Dung nấu mấy cái món nước trở lại. À, ông khách ông gọi hỏi Dung là nấu phở trời chưa? Ông tới ông ăn vào thứ bảy. Thì gia đình ổng đi ăn hồi mùa hè nhưng mà không có ăn ở ngoài của chú anh chị. Bà vợ bà gặp vấn đề về mắt á, cho nên là ăn là phải ngồi bên trong thôi. Cho nên là mùa hè thì cách mấy tháng rồi họ không tới, họ cũng đợi gọi điện nói với Dung á. Bao giờ mà nấu súp lại rồi là mấy cái món nước lại thì họ quay lại họ ăn. Thì Dung kể cho bà của chú anh chị nghe mà chuyện ông xã Dung á mắc cười lắm. Ổng đi qua xin bà của bà hàng xóm thì Dung cũng quay cái miếng vườn đầy tre cho ông cô chú anh chị xem á. Trời bữa Dung thấy con rắn nó lột da, thấy cái da rắn đi cô chú anh chị, với lại ong vò vẽ nhiều lắm luôn á. Cái ong bầu rồi tùm lum mà cái nó bay vòng vòng đó đó, cái gì nó bay vô nhà nó làm tổ luôn. Cái Dung mới kêu bà ông xã Dung á, mới nói với bà cụ hàng xóm á là kêu người lại dọn bớt cái vườn á, chứ để nhiều khi sợ rắn đồ này kia tùm lum. Chỉ lại mình xin á là những cái hàng tre nào mà gieo qua mấy bên mình á, hay là cây đồ này kia gieo qua mấy bên mình á, thì mình xin cắt bớt. Đó thì gặp đó là gặp cái cô con gái của bà cụ là ở vùng Aveyron xuống nha. Thì bà cụ á, bà mới không chịu cô chú anh chị, bà nói là bà không có tiền để mà thuê người. Đó, bà kêu muốn Dung mà muốn cắt á, thì bà sẽ dọn vườn nhưng mà với điều kiện là Dung trả tiền. Cái Dung cũng không nói gì luôn, thôi vì vườn của ai chứ của mình đâu mà trả tiền dọn, trời 40 euro một giờ chứ bộ ít gì cô chú anh chị, tiền đâu mà dọn cho nổi, quá trời cái miếng vườn nó rộng luôn mà. Cái ông xã Dung mới xin là bây giờ cây nào mà gieo qua thì ông xã Dung sẽ tự cắt, bà ấy không cho, người ta không cho thì mình cũng muốn cắt nha cô chú anh chị, để nó kiện mất công lắm. Cái bữa đó là Dung không biết bà làm gì á, cái bà ấy đi vòng vòng vô nhà hàng của Dung á. À, cái xong rồi bà ấy nhặt lá cây, bà ấy nhặt cái này cái kia mà ông xã Dung ở trong nhà thì mình nhìn ra ngoài cửa sổ thôi, mình cũng không biết là bà ấy làm cái gì mình đó. Xong cái mấy bữa nay bán ế cái ổng nói rồi bà đi mướn phù thủy bà đi mướn phù thủy rồi đó, bắt cười ổng ghê luôn. Trời tà lao quá đi. Ổng còn nói là để ổng đi kêu phù thủy lại ở bên này á nha cô chú anh chị, có phù thủy nhưng mà phù thủy xấu và phù thủy tốt nha, chứ không phải là nó cũng giống như bên Việt Nam mình có thầy bói vậy đó. Thì mình Dung nói trời tào lao gì đâu á. Vậy chứ ổng tin lắm á nha cô chú anh chị. Sáng á bữa nào cũng là đốt nhang cho ông địa ông thần tài hết trơn á. Nhiều khi Dung á không có cho Dung rớt đó, Dung là chỉ có được chưng trái cây đồ này kia thôi. Tại hàng xóm thì Dung cũng không muốn khó dễ gì chi, với cái hàng xóm giáp ranh mấy bên kia của Dung á thì ổng có nguyên cây thông bự á cô chú anh chị. Cái thông á thì nó có cái hoa của nó nha, mà cái lá của nó mùi gió á là nó thổi vô cái máng xối của nhà đối diện đi thì người ta kêu cắt, thì ổng không có động đậy. Giống như được cái thông nó cũng cách trên 100 tuổi mà Dung có quay video cho ông bà của chú anh chị xem đó. Thì ổng mới báo lên trên bên gendarmerie của chú anh chị với lại bên tòa thị chính á, là người ta gửi đơn xuống là người ta yêu cầu cắt liền. Mà thôi, mình hàng xóm với nhau không mà cây cối nó không có tội gì hết, mà chủ yếu mình xin mình dọn dẹp tí xíu thôi, tại Dung thấy da rắn nên cũng sợ nó vô nhà rồi này kia lắm. Bữa trưa rồi đó, giờ này mày còn Dung ngồi còn tình tan Dung ăn trưa là cô chú anh chị biết là nó ế rồi đó. Hồi nãy Dung bán có một tô bún đem về cho bà khách rồi xong rồi đó, hôm bữa trưa của Dung rồi đó. Trời ơi,
mình quay lại cái vụ mà cái căn hộ ở bên Tây Ban Nha đi, trời ơi, Dung không có khoe nhưng cô chú anh chị, tại mình chỉ là hạt cát trong bãi biển thôi. Cái chỗ mà Dung mua là cái chỗ nó cái chịu thay đổi liên tục thôi à. Mấy chị muốn mua căn hộ chung cư thì cứ vay ngân hàng mua. Mình nghe phong phanh là ngân hàng giá mà vay ngân hàng bây giờ lãi suất hình như 0% nữa đó, nữa kìa, mà không biết có không đây. Cái là trời, nhiều cô chú anh chị người Việt mình ở bên cái khu mà chỗ Dung mua nhiều lắm, cô chú anh chị mình ta có mua chỗ của mình đâu, mua ở cái khu mà vui quá, và cái chỗ đó là có bãi neo vô thuyền đồ này kia hả, cái khu đó là thuộc cái khu mà tỷ phú đồ mua không á, cô chú anh chị em mình là không có vô nổi đâu, mà trời người ta có nhà đó đó. Cho nên là mình chỉ chia sẻ lại cái gì mà mình trải qua cho bà cô chú anh chị nghe cho vui thôi ha. Hồi xưa ấy cô chú anh chị, trước khi mà Dung mua cái chỗ này á là Dung có tìm hiểu rồi, thì cái chỗ này cái tòa nhà này á là sẽ sửa chữa, nhưng mà cái lịch sửa là đã lên lịch từ 3 năm trước rồi, thì cho nên là cái tiền phí sẽ do là chủ căn hộ cũ người ta đóng chứ mình không có đóng gì hết á. Thì khi mà mình ký giấy mà mua nhà là quy định ở trong đó là ngoài địa chính người ta nói là cái tiền mà còn nợ lại á là chủ cũ sẽ đóng nha cô chú anh chị, hình như một người đóng 11-12 ngàn gì đó, mà có rất là nhiều chủ người ta họ nợ, trời, có người nợ lên tới 69 ngàn á cô chú anh chị, tin chưa đó. Thì cái tiền này nếu mà ai không đóng thì sẽ phải ra tòa nó đòi còn nó đòi cái đóng tiền đóng trễ nữa đó. Đó cho nên là không có nợ được. Thì cái tiền này là cái chủ sẽ đóng. Khi mà mình sang tên cái căn hộ của mình á, thì ông chủ cũ nhà này nè là ổng còn nợ 3.700 euro. Thì Dung mới đổi cái tài khoản của Dung cho cái chủ tòa nhà đi cô chú anh chị, giống như cái người quản lý tòa nhà vậy đó. Thì đổi cái tài khoản của mình tặng người ta lấy điện nước đồ này kia. Thì điện chứ nước là miễn phí, với lại internet với tivi là đóng trong cái phí hàng năm rồi, là được xài miễn phí, đóng tiền điện thôi. Thì cái người mà quản lý á, mà họ mới trừ cái tiền của chủ cũ đi cô chú anh chị, chủ cũ họ không, họ cắt cái tài khoản đi, họ không có đóng cái tiền còn dư lại. Thì lúc mà mình thay cái tài khoản của mình vô thì cái người mà quản lý á, người ta mới trừ cái tiền đó trong cái tài khoản của mình. Mình mới khiếu nại, khi mà lần này Dung về đó là Dung mới thấy họ lấy cái tiền đó của Dung đi. Cái Dung mới khiếu nại, ủa sao kỳ vậy, cái tiền đó là của chủ cũ mình, mới liên hệ với bên cái chỗ mà mình mua nha cô chú anh chị, cái công ty bất động sản á, là người ta nói cái tiền đó là của chủ cũ. Thì mình mới nói là ủa người của chủ cũ, nhưng mà không biết sao mà họ trừ trong tài khoản của mình. Đó, xong rồi mình mới khiếu nại lên người ta để mình đòi cái tiền đó lại. Khi mà mình muốn mua một cái căn hộ ở nước ngoài thì mình phải tìm hiểu cho kỹ nha cô chú anh chị, nó lươn lẹo dữ lắm á. Ví dụ như là như Dung đi, Dung vay tiền để mua cái căn hộ này, thì bây giờ ví dụ một năm mấy rồi, 2 năm đi đó, cái bắt đầu Dung muốn bán lại đúng không, mình bán nhưng mà cái tiền nợ ngân hàng mình chưa có trả xong mà đó. Thì khi mà họ bán á nha cô chú anh chị, họ không có khai lên trên cái tờ mà bán là họ mắc nợ ngân hàng đó. Nếu như mà công ty bất động sản họ không phát hiện ra thì khi mà sang tên cho cái chủ mới á thì cái chủ mới sẽ lãnh lại cái phần nợ của ngân hàng nha, đó là lưu ý cho kỹ luôn á, kể cả nợ vay ở Pháp hoặc ở đâu cũng vậy hết, nó lùng ra hết á. Có rất là nhiều trường hợp bị lừa kiểu đó đó nha cô chú anh chị. Tại vì cái bên ông địa chính đó là ổng không có kiểm tra giấy tờ đâu nha, ổng không có kiểm tra kể cả họ tên của mình có đúng hay không. Cái ngày mà mình đi ra mình chuyển nhượng là ổng chỉ có đặt bút và ổng ký rồi, ổng có 3 phút đồng hồ ổng ngồi rồi ổng đi luôn, chứ ổng kể cả ổng không có dòm coi cái tên trong cái hồ sơ của mình là có đúng hay không á. Cho nên có chuyện gì là mình không có khiếu nại được. Bán mày ế là gầu lo nha cô chú anh chị ơi, tại vì á hả, cứ mỗi ngày á là cái chi phí nó tính lên á, chứ đâu phải là ấy đâu. Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chúc cho bà cô chú anh chị và các bạn có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé. Tạm biệt các bà cô chú. Tạm biệt các bà cô chú. On rush les 100 000 abonnés les mecs. T'as vu comment Makuchu? Dans quelques années. Tu veux que je suis comme Makuchu? Ferme bien s'il te plaît. Ouais.